Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tấm gương tâm tối của Nguyễn Phú Trọng. Ngày 28 tháng 7, blog Nguyễn Anh Tuấn trên AFA Tiếng Việt bình luận Nguyễn Phú Trọng, gương không người soi. Bài báo chấm đê tóm tắt bài viết này giới thiệu đến quý khán thính giả nội dung như sau. Khi có nhân vật công chúng nằm xuống, người ta thường dẫn thành ngữ nghĩa tử là nghĩa tận, nên xí xóa những điều không phải. Và đây là hình bài trên blog Nguyễn Anh Tuấn AFA. Cách ứng xử này chưa hẳn đã là điều nên làm đối với chính khách. Công dân lại càng có lý do chính đáng để phê bình chính khách khi người đó nằm xuống. Bởi lời phê bình chính khách thường gắn với những chính sách của họ, vốn đã và đang ảnh hưởng tới đời sống người dân. Quan trọng hơn, phê bình chính khách là một thực hành dân chủ của tinh thần công dân cao quý mà trừ độc tài, không một chính khách nào dám hoặc nên thước từ nó. Không thể phủ nhận, công cuộc đốt lò của ông Trọng đã làm nứt lòng công chúng, vốn đã nhiều năm mệt mỏi bởi nạn nhũng lạm của quan quyền. Thay vì khai triển một lộ trình cải cách thể chế, nỗi lo mất chế độ đã khiến ông Trọng lựa chọn một giải pháp không thể kém bền vững hơn là nêu gương đức trị với ảo tưởng cảm hóa lòng tham lam cố hữu của con người, vốn càng nảy nở trong môi trường quyền lực không kiểm soát. Mà gương ông nêu chẳng hề trọn vẹn, bởi khi hàng chục lão thành cách mạng và trí thức kêu gọi ông làm gương, công khai tài sản để nhân dân giám sát, thì ông lại phớt lờ và né tránh, và cho rằng kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Và đây là hình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không ai nói, ông hiểu rõ việc người đứng đầu công khai tài sản sẽ có hiệu ứng domino. Hàng ngàn cấp dưới của ông sẽ không có cách nào để che giấu tài sản trước hàng triệu con mắt dò xét của công chúng. Đó sẽ là cơn hồng thủy chính trị, cuốn bay chút chính danh đạo đức cuối cùng còn sót lại của đảng, sự nêu gương của ông Trọng. Bởi vậy, chỉ nửa chừng gắn với những giai thoại về sự giản dị của bản thân thay vì giúp xây dựng hoặc duy trì những thiết chế thúc đẩy minh bạch có thể tồn tại lâu dài ngay cả khi ông còn nữa. Trên đỉnh cao quyền lực, ông Trọng là người thứ ba sau Hồ Chí Minh và Lê Duẩn qua đời khi tại nhiệm. Trong khi hai lãnh tụ cộng sản tiền bối không bị giới hạn nhiệm kỳ, ông Trọng trái lại đã bất chấp điều lệ đảng để cầm quyền. Ông Trọng và những người ủng hộ đã đưa ra những lý do để biện minh, nhưng nhân dân giao phó, uy tín trong đảng, nhìn ra thế giới, những lý lẽ này thật kém sức thuyết phục. Sau khi dẫn dắt cách mạng Mỹ thành công, hơn 200 năm trước, tổ phụ lập quốc kiêm tổng thống đầu tiên Washington đã từ chối lời kêu gọi về việc tranh cử nhiệm kỳ 3 vì không muốn gửi một thông điệp sai lầm rằng tổng thống nên cầm quyền đến chết. Mặc dù ở thời điểm đó, hiến pháp Mỹ chưa hề quy định giới hạn nhiệm kỳ tổng thống. Và đây là hình tổng thống đầu tiên của Mỹ, Washington. Gần hơn, tổng thống Biden cũng nhận ra giới hạn về tuổi tác và sức khỏe của mình để có lựa chọn sáng suốt là đứng ra một bên cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo bước tới. Tổng thống Brazil sau hai nhiệm kỳ với vô số thành tựu kinh tế và uy tín to lớn đã bác bỏ ý tưởng tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ ba bằng cách sửa đổi hiến pháp. Bởi theo ông, khi nhà lãnh đạo nghĩ rằng mình không thể bị thay thế, chính là lúc chúng ta bắt đầu thấy đó dạng một kẻ độc tài hoặc là nảy nòi một chế độ độc tài. Những lãnh đạo kể trên đều đã nêu tốt về sự tuân thủ luật chơi và khiến những lãnh đạo kế tiếp phải nghĩ kỹ hơn nếu muốn thành biệt lệ. Trái lại, những lãnh đạo sau thời ông Trọng hoàn toàn có lý do để tiếp bước ông giảm lên giới hạn nhiệm kỳ và cầm quyền suốt đời. Ở nơi tột đỉnh quyền thế, người ta có thể phải thường xuyên trả lời những câu hỏi cho bản thân mình về cách ứng xử nên có trước tiền bạc và quyền lực. Tấm gương ông Trọng để lại trong tư cách lãnh đạo tối cao có thể có vài mảng sáng ở khả năng tự chế trước tiền bạc, song lại tâm tối vô cùng khi soi chiếu vào quyền lực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tấm gương tâm tối của Nguyễn Phú Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Tô sẽ lèo lái con thuyền Việt Nam thế nào sau Tổng Trọng. Ngày 29 tháng 7, AFA Tiếng Việt bình luận Thời Chủ tịch Tô Lâm, chính sách về ngoại giao và nội trị Việt Nam có gì thay đổi? Theo đó, các chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam trước mắt sẽ không có gì thay đổi, ít nhất cho tới Đại hội 14 của đảng.
AFA cho biết, chỉ trong vòng hơn một năm, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, Việt Nam thay nhân sự tứ trụ 3 lần, bao gồm hai cựu chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng cùng chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vào thời điểm đó, các chuyên gia quan sát chính trị Việt Nam đều đánh giá những thay đổi ở cấp thượng tầng như thế vẫn không ảnh hưởng đến các chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Tuy nhiên, sau khi Tổng Trọng qua đời, Chủ tịch nước Tô Lâm tạm thời nhận nhiệm vụ của ông Trọng, khiến dấy lên câu hỏi các chính sách đối nội, đối ngoại sắp tới của Việt Nam. AFA dẫn lời một nhà báo độc lập ở Việt Nam cho rằng, ít nhất là tới Đại hội Đảng 14 vào năm 2026, ông Tô Lâm sẽ chỉ thúc đẩy các chính sách đã được hoạch định từ Đại hội Đảng 13. Đường lối ngoại giao cây tre vẫn được duy trì vì chủ trương ấy đã mang lại những kết quả ngoạn mục trong thời gian ông Trọng nắm quyền. Nhà báo giấu tên cho biết, nếu muốn điều chỉnh các chính sách để khẳng định dấu ấn riêng của mình, ông Tô Lâm phải chờ đến Đại hội 14 sau khi thâu tóm xong quyền lực. AFA dẫn nhận định của ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân ở Hoa Kỳ cho rằng, trong cái tiến trình mà Tô Lâm tiếp tục củng cố quyền lực, những người đối thủ trước đây, những phe nhóm khác, họ sẽ gặp phải sự phản ứng từ Tô Lâm. Trước mắt, người cần lo lắng trong lúc này chính là các thành viên trong nội bộ đảng, những người thuộc các phe nhóm đối thủ của ông Tô Lâm trước đây. Và đây là hình Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo ông Hoàng Tứ Duy, thế mạnh của ông Tô Lâm là thanh trừng nội bộ. Ông Tô Lâm leo lên được vị cao trong đảng như hiện nay là nhờ loại bỏ được các đối thủ chính trị, chứ không phải là do năng lực điều hành quốc gia. Thử thách lớn cho ông Tô Lâm trong những ngày tới là ngoài các khả năng thanh trừng nội bộ, thì Tô Lâm có khả năng điều hành quốc gia hay không? Thường thường, các nhà độc tài, họ không giỏi trong vấn đề điều hành quốc gia. Nhà báo giấu tên đánh giá, khả năng nội trị lẫn ngoại giao không phải là thế mạnh của Tô Lâm. Tuy nhiên, Chủ tịch nước tỏ ra khá linh hoạt qua hai chuyến xuất ngoại đầu tiên ở Lào và Campuchia mới đây. Cả hai chuyến thăm đều không có tuyên bố chung, nhưng bên trong, khi tiếp xúc với lãnh đạo hai đối tác quan trọng này, ông Tô Lâm đã đề cập đến nhiều vấn đề then chốt trong quan hệ với hai nước láng giềng, không tránh những vấn đề gây cấn trong quan hệ như vấn đề kênh đào Phù Nam ở Campuchia. AFA cho biết thêm, tình hình cả nội trị lẫn ngoại giao tới đây của Việt Nam sẽ khá phức tạp và nhiều thách thức mới. Và đây là hình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo giấu tên nói với AFA rằng, Tô Lâm sẽ có đất dụng võ, vấn đề chưa rõ là ông ấy sẽ múa các đường quyền như thế nào. Cách đây nhiều năm, Tô Lâm từng được Mỹ đánh giá là thông minh, sắc sảo khi ông ấy mới giữ được cương vị Thứ trưởng Bộ Công an. Từ ấy đến nay, ông ấy đã trưởng thành nhiều, nhưng chủ yếu trên lĩnh vực an ninh trong nước. Trên địa hạt kinh tế và đối ngoại, dĩ nhiên là ông ấy cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, nhất là bối cảnh của cạnh tranh Mỹ-Trung trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ đặt ra rất nhiều thách thức mới cho các nước trong khối Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nếu ông ấy nới tay đàn áp xã hội dân sự trong nước, tỏ rõ bản lĩnh trong quan hệ với Trung Quốc trên Biển Đông, thì ông ấy sẽ được ghi điểm. Tuy nhiên, đây chỉ là những kỳ vọng, thực tế sẽ còn phải chờ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chủ tịch Tô sẽ lèo lái con thuyền Việt Nam thế nào sau Tổng Trọng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.